phải nhanh lên mới được. Nhìn xem, cậu bé đi đâu mà vội như vậy? Ở lại chơi với chúng ta được không? Xem ta đây. Ôi trời ơi, nó nghĩ nó có thể thoát được à? Lô lô lô, hãy xem đây. Ôi, ăn đủ nè. Cái gì vậy? Hay da. Ủa, gia dưỡng tôi cũng có một chiếc xe như vậy. Hay thật. Ước gì à, bây giờ không phải lúc ước ao. Chỉ cần làm là chặn nó lại. Rồi, ký u đầu ta. Đồ ngốc, thổi bụi về phía nó thôi. Thổi qua bên này làm gì? Tìm nó đi đã. Nó đâu rồi? Hả? Cái gì đây? Đến bắt ta đi. Ha ha ha. Tí hụt à, tôi bắt được nó rồi. Không phải, đó là đuôi của tôi. Đúng là một lũ ngốc. Chú ơi, có chuyện gì vậy con? Chú có thấy chiếc xe cun nào qua đây hay không? Họ đi lâu rồi con. Dạ, họ đi rồi hả? Phải. Ôi, chán vậy, chậm rồi. Mình không thể bỏ cuộc. Cun Olympic, ta đến đây. Đông quá trời, ký chưa? Trông khỏe mạnh. Cậu cũng vậy. Vui hả? Quá đi. Anh chấp chấp, anh Ai Hiền đang tự đạp xe về thành phố tìm tụi mình nè. Để mình đi tìm cậu ấy. Sắp hết giờ đăng ký rồi nha. Mình có đi đúng đường không đây? Mình đã đạp được rất xa, chắc là sắp tới điểm thi rồi. Ờ, đường nào bây giờ? À, có biển báo. Không phải lúc nào biển chỉ dẫn cũng đúng đâu, cậu bé. Lỡ lần sau mình tới đây, mình lại đi theo tấm biển này thì sao? Đồ ngu, chúng ta sẽ không tin tấm biển nào nữa hết. Cô ơi, về thành phố đi hướng nào ạ? Hướng kia con ơi. Con cảm ơn cô. Ủa, bây giờ thì đường nào nữa? Có lẽ Ai Dìn đi lạc rồi. Ý, ở đây nhiều xe quá. Chú ơi, chú cho con hỏi, gần đây có điểm đăng ký của Olympic phải không chú? Qua đằng kia có đó con. Anh Ai Dìn, đúng là anh Ai Dìn rồi. Đám tuốt. Anh tới lâu chưa? Ai Dìn đã tới rồi, mọi người về thôi, nhanh không hết giờ đăng ký. Mọi người nhìn nha, đường đua gồm có hai phần. Phần đầu là đoạn đường có các chướng ngại vật, cần đến nhiều kỹ năng khác nhau và sự phối hợp của đồng đội. Hết đoạn đường chướng ngại vật là đoạn đường bằng, mọi người sẽ chạy tự do thẳng cho đến khi về đích. Anh chấp nhớ rằng đường đua rất dài và tốn sức, phải biết phân phối sức hợp lý theo đúng công thức của em. Em sẽ tính toán và đưa ra công thức cụ thể sau nha. Anh hiểu rồi. Bây giờ thì chúng ta làm quen với đường đua thôi. Chà, đông quá. Họ mạnh quá ha. Chúng ta có nhiều đối thủ mạnh nha.
Các con phải lại cố gắng lên nha. Sao mấy người kia nhìn quen quen ta? Hình như là mình thấy ở đâu rồi. Dớ dẫn hết sức hà. Các bác phụ huynh đội này nhìn quen mắt quá. Quen cái gì mà quen? Tên kìa, mày chỉ là gánh nặng cho tụi tao mà thôi. Sao mày không biến đi? Tao khát, mau chạy đi mua cho tao chai nước đi. Đây, mình đã mua sữa Cool đây. Tao thích uống lạnh. Nhưng mà... Biết tay tụi tao. Bạn định làm gì vậy? Ai uống nước thì tự mua chứ. Tha cho tụi bay đó. Không sao rồi. Cảm ơn các cậu nha. Chỉ có thể là túi Cool thần kỳ. Cho vào lò vi sóng, được sữa ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực Cool. Hạ nhiệt mùa hè, kem Cool cực chất.